Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn ba dòng xe Underbolt, có nghĩa là Raider, Sightseer và Sonic. Nghe theo đó là một số dòng xe khác. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có Luyến sơ trợ giới thiệu, mời Luyến. Hai mọi người ha, thì tiếp tục review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Sightseer, Sonic và Raider ha. Hiện tại thì top 3 dòng xe này trong tháng 9 này Luyến cảm thấy rất là thích hợp luôn để mua luôn cả nhà. Tại vì những tín đồ nào mà đam mê về ba dòng xe này thì nhanh tay ha, liên hệ qua số điện thoại của Luyến là 0905 299 064 ha. Số điện thoại và Zalo Luyến sẽ ghi những màn hình cho cả nhà. Nếu anh chị em mà muốn biết bất cứ dòng xe nào hoặc muốn mua em xe nào thì cứ liên hệ trước để được hỗ trợ là 2 triệu đồng xe lại ha. Cũng như là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng nha cả nhà. Thì đầu tiên là về em xe Sightseer phiên bản màu tím này nha. Em này là em màu tím được sơn độ lên ha. Màu zin thì mới Luyến đủ màu, nhưng mà đây là em xe màu sơn. Em này thì có lên cho cả nhà ba ga này, trong màu trước sau này. Màu chung màu sắc thì cũng không phải là hot nhưng mà nó rất là độc lạ cả nhà. Anh chị em nào mà thích phong thủy màu tím thì liên hệ Luyến sở hữu em này ha. Kế tiếp em màu tím này là một em xe màu đỏ candy. Đây em này cũng rất là đẹp luôn. Mẫu này thì lên gương cho cả nhà này. Luyến cảm thấy cái màu sắc này là rất là hài hòa luôn. Giá bao nhiêu không? Không sợ hết hot và cũng không sợ là nó bị lỗi thời ha. Hiện tại thì bộ em xe Sightseer bên Luyến đang bán mức giá là 44.900 đến 46.900 từ phiên bản ha. Trả trước chỉ cần 5 triệu đồng thôi, cầm 5 triệu là mua xe ha. Đó là 40 là đối với bản 44.900 là đối với bản zin và 46.900 là đối với bản sơn độ ha. Ok. Rồi, Raider. Raider màu zin này. Đây em này là màu zin ha. Raider zin màu độ. Em này thì lấy cảm hứng từ màu kem đỏ, đây là em màu trắng đỏ ha. Em này hiện tại nó có mức giá cho cả nhà là 44.900 ha. Trả trước cho Luyến cũng chỉ có 5 triệu là mua xe được rồi nha. Đó, tức là em xe Raider này, em này màu độ này, độ màu tím iPhone 14 và em xe màu đỏ candy. Đó, rất là đẹp luôn. Hiện tại một em cũng đang có mức giá là 46.900 là liên hệ trước được giảm ngay 2 triệu ha, còn có 44.900 thôi ha. Con này có rất nhiều màu đẹp. Này. Đó, màu xanh này, màu tím này, rồi màu xanh sữa này. Đây xanh em này rất là đẹp luôn này. Con này đẹp màu lắm. Này siêu cháy luôn. Rất là đẹp luôn ha. Rồi màu xanh lơ này. Xanh ngọc bích, màu hoa. Sai chiều cứ 44 cho tao 46 à. Dạ đúng rồi. Rồi Sonic này, Sonic bữa nay còn cũng số lượng còn hạn chế lắm. Đỏ, có màu trắng đỏ ra xinh nữa thì bữa thì Luyến sẽ bán rồi. Dạ đúng rồi. Anh chị em muốn biết cụ thể chi tiết hơn về những màu zin thì có thể nhắn tin qua Zalo Luyến gửi kỹ hơn và những em xem màu zin cho cả nhà ha. Hiện tại thì Sonic đang có mức giá cho cả nhà từ 48.900 đến 49.900 nha, tùy phiên bản nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất 5 triệu là mua xe được rồi. 7 triệu đó là Sonic ha, còn đối với Raider Sightseer là 5 triệu nha. Căn cước công dân trên 18 tuổi là mua xe được rồi ha. Cầm duy nhất căn cước là được rồi. Và hỗ trợ bao đầu hồ sơ rồi ha. Ngoài ra thì bên Luyến có hỗ trợ là ship toàn quốc luôn cho cả nhà. Anh chị em ở xa mà không ghé được cửa hàng thì cứ alo qua Zalo cho Luyến, hoặc là anh chị em mà mua góp đúng không, mà ghé cửa hàng á đi xe đò xuống có thể tới ngay khu du lịch Đại Nam này, hoặc tới ngay ngã tư Tự Sao, alo cho Luyến ha để Luyến hỗ trợ đón mọi người ha. Rồi ok, thì đó là giá xe á. Anh em mình xem thì mình nhớ like chia sẻ á. Xin chào và hẹn gặp lại á.